Vâng, vừa rồi chúng ta thấy một tình huống đập nhả 1-2 rất hay. Đây cũng là tình huống mà xoay người. Như vậy đã có bàn thắng. Người ghi bàn là Đậu Trọng Tuấn Anh. Vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Thời gian vẫn còn đủ nếu như các cầu thủ Văn Minh có may mắn hơn và Dương Nội không tập trung. Một tình huống có thể nói sai lầm thuộc về Vũ Đờ Sa. Trong rất nhiều các trận đấu trước kia của đội bóng, một câu rồi bóng Thành Vinh. Người ghi bàn là Hoàn Lê. Sát thủ Thành Vinh đã lên tiếng và đỡ bóng và tung người vô lê luôn của Hoàn Lê, cực kỳ đẹp. Người ta vẫn thường nói Đức Tìn là thủ môn chơi chân hay hơn chơi tay. Chơi ngang tay trong tình huống vừa rồi thì bóng cao quá, bóng bổng và cú đá quyết đoán của Hoàn Lê gần như là không có cơ hội cho Đức Tìn trong tình huống này. Quá khó cho Đức Tìn, pha xử lý chuyên nghiệp. Phản công cho Văn Minh. Như vậy là có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Văn Minh. Một đường phản công quá sắc sảo. Chỉ có Văn Cương ở sân nhà, Cương Trắng và Văn Duyệt lùi về thì không kịp. Phản công quá đẳng cấp. Một bàn thắng quá đẳng cấp của Hoàn Lé. Hùng Đen đã cướp được bóng và ở tình huống này Hoàn Lé đã di chuyển rất thông minh và đưa lên một đường bóng cầu vồng quá đẹp. Đức Tìn đã lên cao và anh không có thể với được tình huống bóng vừa rồi. Trung tá và Quang Đạt rất tích cực phối với nhau. Trung tá, một cầu cầu thủ Văn Minh tuyệt vời. Khi mà đội hình của họ luôn rất nguy hiểm ở mọi vị trí. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn của Trung Tám. Trung Tám vẫn còn hai đều cho cầu thủ FC Văn Minh và đó là bàn thắng của Hoàn Lé. Cú sút chân trái tuyệt vời của Hoàn Lé. Trong tình huống rồi thì các hậu vệ của Hanne Nelson đã bỏ quên mất Hoàn Lé đang đứng ở phía cột 2. Chúng ta đều biết là Văn Minh thông thường có những pha phối hợp đá phạt rất hay, rất độc đáo. Rất hay, một công! Một công cầu thủ Văn Minh, người ghi bàn là Quang Đạt. Rất đẹp. Đệm luôn một chạm vào lưới. Chúng ta cùng xem xuất đạt trị vừa rồi. Vâng, một pha xuất hiện xuống, gần như là lẹt xuống và rất nhanh. Rất căng thẳng. Vào rồi. 2-2. Cho hai đội bóng đều là Hà Quang Đạt và Phương Vô Tu. Thủ môn Minh Mạnh đã xuất sắc ở tình huống đầu tiên. Tuy nhiên sau đó thì bóng đã đi qua khe của Minh Mạnh và Thu Đen. Bóng đã đập người của Thu Đen và đi vào trong. Cả hai bàn thắng của Văn Minh đều đến từ những tình huống đá phạt cố định và chơi còn. Hai có lẽ sẽ rất dài đối với top group. Sút thẳng luôn. Bóng đi găm thẳng vào khung thành của top group. Thực sự là bất ngờ. Thành thủ môn Minh Mạnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Rất căng. Hà Quang Đạt đã đứng ở cột 2. Lại là Thu Đèn chậm mất một nhịp. Nếu có khoảng trống thì Việt Phong sẽ rất dễ dàng xử lý. Cú đêm à, sút căng, một câu cho thủ Văn Minh. Cú sút rất mạnh của Tú Nema đã khiến thủ môn Mạnh Tiến đấm bóng hỏng. Một pha phản công rất nhanh của các cầu thủ đội Văn Minh. Bóng được chuyển từ biên vào của đội Thành Đồng trong găng tấc. Rất nguy hiểm, đối mặt hai cầu thủ đội Văn Minh. Người ghi bàn là sát thủ Thành Vinh Hoàn Lé. Anh ghi bàn từ một góc sút khá hẹp. Lại đối mặt Tú Nema. Rất kỹ thuật, 3-0. Cú sút bóng của Tú Nema quá kỹ thuật. Thắng Xavi ở khu vực trùng dọc như vậy là quá mỏng và dễ dàng bị bể gãy. Một tình huống tấn công mà hai cầu thủ của Văn Minh bên trái bên phải hoàn công cho Văn Minh. Đinh Hoan
dứt điểm. 4-0, tỷ số là 4-0. Một pha dàn xếp tấn công và dứt điểm cực kỳ dễ dàng của các cầu thủ FC Văn Minh. Chúng ta xem lại pha dàn xếp để tạo ra bàn thắng của các cầu thủ FC Văn Minh. Rất dễ dàng, chỉ cần đưa bóng vào lưới thôi. Một tình huống mà chúng ta có thể thấy là nó giống như đá tập nhiều hơn. Rất nỗ lực, vẫn còn. Dứt điểm. Quá đẹp mắt. Vâng. Một tình huống phối hợp và sút bóng quá đẹp mắt của Hà Quang Đạt. Bàn thắng lại đến với cao thủ Văn Minh, 5-0. Đóng hòm mất rồi. Chúng ta cùng dậy tình huống này. Có thể thấy là Hoàn Lé cũng đã sẵn sàng để có thể chạm bóng trong tình huống bóng vừa rồi.